Quý vị và các bạn thân mến, năm hết Tết đến, ai cũng mong muốn trong gia đình của mình sẽ có thêm được một chậu hoa hoặc cây cảnh để không khí gia đình thêm vui tươi và cầu mong một năm mới sẽ trở nên sung túc hơn. Những ai đã có được chậu hoa hoặc cây cảnh mà muốn Tết này cây ra hoa đúng lúc và tạo được dáng đẹp thì đừng bỏ qua một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay nhé. Minh Toàn xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh. Anh sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị một vài bí quyết để chăm sóc cây trong dịp Tết này. Chào anh Vinh. Chào em. Anh có khỏe không? Khỏe, cảm ơn em. Cây mai đẹp quá anh ơi. Không biết làm sao để chúng ta có thể cho cây mai ra hoa vào đúng dịp Tết và tạo được dáng đẹp như thế này hả anh? Tùy từng chủng loại mà chúng ta có những cái chăm sóc đặc biệt riêng. Anh ví dụ như là cây mai chướng thủy, khế, bông giấy, bông trang thì chúng ta chỉ cần chăm sóc hơi đặc biệt cho cây vào khoảng thời điểm cách khoảng 1 đến 3 tháng. Còn đối với các loại hàng bông khác như là cây kim tuế nè, cây trang trí trong nhà nè thì tại thời điểm mà gần Tết khoảng 1 tháng chúng ta chỉ cần là bón phân, tạo hình cho cây là được. Với cây mai chiếu thủy như thế này thì thời điểm nào là thích hợp nhất anh? Đối với mai chiếu thủy thì có ba loại: lá lớn, lá chung và lá nhỏ. Lá lớn và lá chung chúng ta cần phải là ngắt lá và cắt các đọt, cắt hết tất cả các đọt trước 45 ngày trước Tết. 45 ngày trước Tết. Còn đối với cái loại lá kim thì chúng ta chỉ cần lặt lá, bứt đọt trước 30 ngày. Sau khi lặt lá xong, đến khi cái lá bắt đầu bung ra khoảng 3 ngày, chúng ta bắt đầu tiến hành bón phân hữu cơ vào dưới gốc cây. Khoảng trước 10 ngày trước Tết thì bông bắt đầu nở và đến đúng ngay thời điểm Tết thì bông sẽ nở rộ, trắng xóa cả cây. Em thấy ở đằng kia thì có thêm được một chậu mai vàng cũng ra hoa vào đúng dịp Tết. Chắc có lẽ là bây giờ nhờ anh sẽ tư vấn với em với loại mai vàng thì chọn thời điểm nào thì thích hợp anh ha. Để có được một cây mai nở đều đẹp như cây mai này chẳng hạn thì trong suốt một năm chúng ta phải có một quá trình hơi đặc biệt cho cây mai. Ví dụ như phân thuốc, rồi riêng tới cái thời điểm gần Tết trước khoảng 1 tháng thì chúng ta sẽ bón thuốc cho cây mai kali để cho cái nụ cây mai có thể tụ được nụ, tạo ra những cái nụ căng đầy như vậy thì sau đó nụ nở ra mới có nhiều bông. Khoảng 15 đến 18 ngày trước Tết thì chúng ta bắt đầu tiến hành lặt lá mai. Tùy cái thời điểm mà thời tiết có nóng hay là không thì chúng ta tiến hành lặt lá mai. Nếu nắng thì chúng ta sẽ lặt trước 15 ngày, còn nếu mà mát thì chúng ta lặt 18 ngày, còn nếu mà trời lạnh thì chúng ta có thể lặt trước khoảng 20 ngày. Trong dân gian của chúng ta thì thường hay chế nước sôi vào trong gốc cây để cây ra hoa vào đúng dịp Tết, thì không biết là phương pháp này có đúng không anh? Các phương pháp này thì thường được áp dụng cho những cái vùng ở ngoài miền Bắc, nhưng mà theo anh thực tế thì chế nước sôi vào không có hiệu quả lắm, vì khi chúng ta chế nước sôi vào nước cũng sẽ nguội ngay khi tiếp xúc với mặt đất. Anh Vinh ơi, trong dân gian của chúng ta thì có cái sự tích là ăn khế trả vàng, nên cây khế cũng thường được trưng vào dịp Tết trong gia đình. Vậy không biết làm thế nào để cây khế ra quả vào đúng dịp này anh? Chúng ta phải chuẩn bị trước khoảng 2 tháng. Đầu tháng 11 chúng ta cắt nước khoảng 3 đến 4 ngày để cho cây có thể là thiếu dinh dưỡng. Sau khoảng tới ngày thứ 5 chúng ta sẽ bón phân NPK 10-30-10 để cho cây tích tụ được dinh dưỡng để chuẩn bị cho kết trái. Đến giữa tháng 12 âm lịch thì chúng ta cắt hết lá và bón thêm một lượng nhẹ phân kali để cho cây có thể ra trái đúng vào dịp Tết. Với những cây bonsai như thế này thì chúng ta tạo hình và chăm sóc như thế nào hả anh Vinh? Thì chúng ta phải tạo tổng thể của cái bonsai này nó phải nằm ở trên một thế cân bằng, nó không có bị trông trên có cảm giác giống như bị xô lệch về một người phía nào. Để tạo được cái thế cân bằng đó chúng ta sẽ dùng dây nhôm để uốn cây, uốn từ cái cành lớn cho đến cành nhỏ. Các cái cành này chúng ta uốn theo cái hướng vươn lên theo cái kiểu sinh lý của cây, và tổng thể của cái tàn cây này chúng ta nên lấy thành một cái hình là một cái tam giác lệch để cho cái cây nhìn có vẻ giống như là một cái cây cổ thụ ở ngoài thiên nhiên thật, và nhìn cái cây có vẻ như là già lão lâu năm Không biết là cái cách mà chúng ta quấn kẽm và tháo kẽm ra thì như thế nào để tạo được cái dáng đẹp như thế này? Nếu những cái cây từ nguyên liệu thì chúng ta quấn từ cái thân chính lên, sau đó chúng ta quấn đến các cành lớn trước, kế đến là những cành nhỏ, và sau cùng chúng ta phải quấn làm sao quấn cho đến từng cái cành nhỏ chi tiết, thì sau này chúng ta sẽ có cái bộ tàn cây sẽ rất là đẹp. Khi dây nhôm bắt đầu hành vào thân hoặc cành khoảng 1/3 đường kính dây nhôm thì chúng ta tiến hành bắt đầu tháo dây nhôm. Để tháo dây nhôm chúng ta sẽ tiến hành tháo ngược lại với cái chiều chúng ta quấn vào, là chiều từ ngọn đi vào thân. Đối với các trường hợp mà các dây nhôm mà đã bị hành vào trong thân quá sâu thì chúng ta có thể dùng kìm để chúng ta cắt bỏ từng đoạn, thì như vậy sẽ rất là an toàn cho cây. Trong thời gian chúng ta chăm sóc á, thì cái cách chúng ta thay chậu và cũng như là thay đất cho cây thì như thế nào? Hầu như là hết đất, các phần rễ con đã lồi ra thì chúng ta tiến hành thay đất. Trước khi thay đất chúng ta sẽ dùng lưỡi dao hoặc là lưỡi lấy cái bay, chúng ta sấn vòng tròn cái đất, sau đó chúng ta cắt nửa phần bầu đất cũ đi và chúng ta tiến hành trộn đất mới và cho vào một chậu mới. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Thưa tất cả quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi từ anh Lâm Ngọc Vinh, hy vọng là tất cả quý vị đã có thêm được những bí quyết để chúng ta có thể chăm sóc cho cây cảnh cũng như là cho hoa ra vào đúng dịp Tết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.